Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con yêu quý. Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục phát triển thể chất trong nhà trường, nhằm giúp trẻ có cơ thể khỏe mạnh, phát triển các tố chất vận động, đặc biệt là tính chủ động, tự tin, đoàn kết trong các hoạt động tập thể. Hơn nữa, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và cộng đồng nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của giáo dục thể chất đối với trẻ và phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện cho trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Hôm nay, hệ thống giáo dục Farm School vui mừng tổ chức chương trình Happy Chicken Day như một món quà tuyệt vời để kết thúc năm học dành tặng cho gia đình các con đang theo học tại đây. Đến dự với chương trình hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí trong hội đồng quản trị, ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các con của hệ thống giáo dục Farm School. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Văn nghệ vô cùng đặc sắc và sôi động do các cô giáo và các bạn nhỏ của hệ thống Farm School biểu diễn. Tiết mục đầu tiên là điệu nhảy sôi động Big Bang. Chúng ta cùng chào đón các bạn gái đến từ lớp Big Lịch bằng một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G. B to the A, to the N, to the G. Hey.